Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô linh sam 86 lá nhỏ nha anh chị. Nè, linh sam 86 lá nhỏ này nha. Cái này em báo cho anh chị nào vận chuyển mấy cái này nè, nó có thể bị gãy nha anh chị, tại cây phôi em chỉ ốp cháy cuốn băng keo thôi nha. Cây này dễ sống, em đã ủ sẵn chấu xì dừa cho mình rồi. Nên cô chú anh chị về mình cứ cắt cái này ra mình ủ thêm chấu xì dừa thôi. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi cây linh sam 86 mã E1. Cây này mã số E1. Cây ủ sẵn ha, đâm chồi nè, rất là dễ sống anh chị. Hoành nó là 15. Cao nó là 35 nè. Phải cho kêu anh chị nhìn giùm em ha, tại quay gần quay xa cây to cây nhỏ nha anh chị. Rồi đường kính cái bầu là 19. E1 này 400.000, em bao ship. Rồi tiếp tục E2. Mã số E2. Chị coi nó đâm chồi mà nó chồi to luôn rồi ha. Nhưng mà mấy cái này em nhận chỉ sợ nó bị giật gãy đó anh chị. Đó. Rồi mã số E2 nha anh chị. Hoa nó màu tím nha anh chị. Sát dưới này là 10, gần 15, 14 rưỡi. Chiều cao nó là 54. Đường kính bầu là 20. Rồi mã số E2. Cây này 200.000, em bao ship. Bao ship toàn quốc nha anh chị. E3. Linh sam 86 lâu lớn luôn mới loại nhà kia ha. Hoành đây 9,5. Chiều cao nó là 38. Cái này trong cái chậu nhỏ thôi, chậu 14 thôi nha anh chị. Này chậu nhựa em về mình hay chậu ha. E3 này 150, em bao ship. Rồi tiếp theo mã số E4. Hoành nó là 9,5. Chiều cao là 49. Rồi E4 150. E5. Cây này to nè anh chị. Nè linh sam 86 lá gí gì nè ha. Cây to gì cũng lâu lớn. Hoành nó 10, gần 17, 16 gì? Ở dưới này là 17,5. Chiều cao 27. Cái bầu này 23. Rồi E5 250. E6. Nãy đâm chầu cáo chân mà em sợ bị gãy em cắt bỏ hết rồi nè anh chị. Rồi cái phần này cái da của nó là xù cái lớp da gì ha. Nè. Bông chóc chóc gì không sao nha anh chị. E6. Hoành nó 12,5. Cao nó 33. E6 này 150, em bao ship. Cái da nó gì ha. Rồi tiếp theo E7. E7 cây này quá đẹp luôn chị à. Dán nè anh chị. Nhưng mà cây này nó bị đây xíu. Kẹo dưới này. Nó có bị tét. Cái trong cái lớp da này nè. Dán này xíu ha. Da nó xù bông ngay vậy ha. Còn chỗ này nó bị lũa ngoài da này nè. Nhưng mà cái dáng của nó đẹp ha anh chị. Hoành nó 12. Cao là 33. Rồi mã số E7 300.000. E8. Hoành nó là 9. Cao là 27. Nhỏ thôi nha anh chị, nhỏ hơn cho keo ha. E8 150. E9. Này có cái lớp da nè, nó xù nè. Cái này xù cục nó xù quái luôn. Như là u. Hoành nó là 9. Cao là 39. Quay cục xù rồi. Ôi cục này ha, xù mà bong ra rồi, gỡ ra rồi ha. E9 200.000. E10. Mã số E10 nha anh chị. Linh sam 86 lá nhỏ nha anh chị. Hoa màu tím nha. Hoành nó 15. Cao là 51. E10 300.000. E11. Hoành dưới này là 12. Cao nó là 30. E11 200.000. Em bao ship luôn nha anh chị. Giá em đọc là em đã bao ship luôn rồi ha. E12. Hoành nó 9. Cao 24. Chỗ này nó có bị lũa lâu rồi, kéo sẹo rồi. E12 150.
13. Sát như này là 13 rưỡi. Chiều cao 25. E13 150.000. E14 hoành nó 10. Chiều cao 22 nè, hai thằng dính đây nè. Rồi đế nó nè chị. Rồi mã số E14 150 luôn. E15 hoành nó 10. Cao 33. E15 200.000. E16 hoành nó 12,5. Cao 32. E16 200.000. E17 hoành nó 8 ra nha anh chị nè. Cây dứt lông nè. Đỏ cây dứt lông ha. Chiều cao 18. E17 200.000. Chiều cao 33. E18 150. Linh Sam 86 nha anh chị. E19 hoành 11,5. Chiều cao 35. E19 200.000. E20 hoành nó 9,5. Cao 32. E20 E20 150. E21 hoành nó 12,5. Cao 32. E21 200.000. E22 bay. Này nó có bị lỗ miếng chỗ này. Này da của nó xù ra, bông cái này ra không sao ha, bình thường ha. Hoành nó 10,5. Chiều cao 28. Rồi E22 150. E23 hoành nó là 10. Chiều cao 34. Này em ủ chấu xíu dừa nên cái bầu nó hơi nhiều nha anh chị. E23 200.000. E24 chị mình về mình ủ thêm chấu xíu dừa ha. Nó không gãy, nó có bị lỗ ở đây nè. Có không gãy này nó bị gì nè. Nhưng mà cây bình thường anh tròn mạnh luôn nha anh chị. Hoành nó 10. Cao 39. E24 200.000. E25 này thì có cộng đế nó quấn đây. Hoành đây là 10,5. Đế nó quấn. Chiều cao nó 34. Nó đế nó vòng qua vậy nha anh chị. Da của nó vậy ha. Ẩm ẩm thì nó chóc ngoài. E25 100.000 em bao ship luôn. À, loại kịch gãy Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha, kịch gãy cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500g đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước, hoặc một gói này nè mình pha với 300 lít nước ha. Từ đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị, như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về với hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó, là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị.
Rồi tiếp theo là em giới thiệu chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tận nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. À, nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia vẫn gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơi luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó. Chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa vàng, kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái thử cho anh chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha. Được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp, cặp tròn và cặp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Đó, anh chị xem ha. Lưỡi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cạp ha. Rất ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén. Anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó. Cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bén luôn ha. Nè đây. Anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, nè. Bao bén luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ. Anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt rượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai nè. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn. Ha. Đây. Cưa lách rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 cm anh chị ơi. Nè, em 23 cm. Em ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Tính cái cán luôn là cỡ 30 cm. Còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè. Những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn đó, mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này. Đó. Mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị. Rất là bén ha.
chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha chị, 70.000 mà anh mua chị hai cây mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đúng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.